năm mới tới đến chúng ta đã được có một vụ thắng lớn rồi. Vỗ tay. Ủa làm gì mà vui dữ vậy? Sao không ai quan tâm tới tôi? Cái thương vụ làm ăn lớn quá mà không ai quan tâm vậy? Làm ăn lớn gì? Bà với Ninh chia tay hay gì? Tôi thấy mọi chuyện trong công ty này đều rất là bình thường, không thấy gì có động tĩnh gì đâu. Tôi vẫn ở đây và làm những công việc rất nhàn hạ. Ế ẩm. Cho tôi chửi con bé này, cái bà nói chuyện cái gì mà tôi nghe tôi mắc chửi quá. Tôi với anh Danh là hai người đang cực kỳ hạnh phúc, gia đình có mà chia rẽ tụi tôi. Nhưng mà cái vấn đề là em đang nói chuyện chung của công ty chúng ta. Sao tự nhiên mọi người nói chuyện cá nhân vậy? Trời ơi, chưa nói thiệt xong luôn mà. Á, bây giờ ai cũng đang đê đê công việc hết. Bà muốn nói cái gì bà nói cho lẹ đi, bà cứ rề rề ra, ai mà rảnh đâu mà ngồi đợi nghe bà nói. Nhận có một cái nhà tài trợ nhưng mình là một cái show. Cũng không quan tâm luôn hả? Trời, công ty. Mọi người, sốc dậy tinh thần đi. Tại sao không ai quan tâm hết vậy? Ủa công ty có công ăn việc làm gì đó, giờ vẫn làm, có cái gì ăn ở không đâu mà làm gì dữ vậy? Ủa công ty mình nhận được hợp đồng là chuyện bình thường mà. Tôi nhận hợp đồng mấy tỷ tôi còn chưa kêu ca như bà. Nhưng cái vấn đề là cái hợp đồng này nó không phải là một cái hợp đồng bình thường. Mọi người đánh giá tôi thấp quá, nghĩ là tôi sẽ đem về hợp đồng nhỏ sao? Không, mọi người quên tôi là ai rồi hả? Tôi là con hằng hổ. Hổ hả? Hổ. Gầm thử coi. Ừ. Hết hồn. Thì tại người ta không biết gầm. Nhưng mà nói chung, đại khái tóm lại là tôi đã nhận được một tài trợ trị giá 50 tỷ. Trời. Cái gì? Để mấy gương mặt là nể. Thì không. Thế ai dưỡng? Ê bà. Biết rồi. Quỷ. Bà nữa nè. Gì nữa? Chuyên gia lấy tiền nhà ra khè phải không? Lấy tiền nhà ra phải không? Thiệt à? Có... Sao mọi người nên làm như vậy nha. Vậy mọi hoài nhiên biết nè. Ủa những cái phản ứng. Mọi người, tôi không hề chơi cái trò tiểu nhân như vậy. Tiền này không phải tiền nhà và tôi cũng không có số tiền lớn như thế. Cái này là tôi đã nhận được một quảng cáo trị giá 50 tỷ để làm show về chăm sóc trẻ sơ sinh. Thiệt không? Nghiêm túc không? Nghiêm túc, đâu có giỡn. Trời ơi, bởi vì tôi mới vui cái tiền tôi đâu có vui như vậy. Mọi người. Ê anh ơi, thấy cái màu thiệt á. Thiệt? Thì cứ cho là thiệt đi. Dạ. Rồi trong công ty này ai sẽ làm điều đó? Ai làm? Thì còn ai nữa đâu? Tụi mình làm nè. Tụi mình làm. Tụi mình làm cho nên mới giữ. Ủa 50 tỷ lớn sao không thuê kiếp của diễn viên rồi nói tiếp. Ta ăn hết. Lâu lâu có cái 50 tỷ đưa ra ngoài ngoài ta ăn hết. Rong vậy nó ngốc nghếch lắm. Mình phải ăn. Ăn trọn. Ăn trọn luôn. Cái chuyện nuốt không trôi. Trôi sao nuốt không trôi anh. Phải làm cho thiệt kỹ không, nha. Mấy chủ đề trẻ sơ sinh này là người ta không có cần diễn viên nổi tiếng đâu. Người ta cần cái thông điệp thôi. Cái này là show thực tế. Show thực tế chỉ cần mình chân thật là được, hiểu không? Cho nên bây giờ em tính là có nghĩa là bao mọi người vẫn làm nhân viên văn phòng. Ừ. Nhưng vẫn làm sao ta tính thêm cái tiền diễn viên vô. Mình ăn hai đồng lương. Được anh. Được. Hút đợt Tết thì ngon lạnh luôn. Nó nghe tính ra công ty này công ty chồng tương lai nhà bà. Ừ. Bà tính ghê ha, bà ăn ghê ha. Rồi chứ sao bà, phải lo dựng gây dựng tương lai của hai đứa chứ. Chị bây giờ quyết định sao? Quyết định thì bây giờ nói cái gì nữa, mọi người sao? Mọi người ok không? Tôi ok rồi đó, ăn hai đầu lưỡi tôi okay. Ok rồi đó. Ok đúng không? Ok, bắt tay làm thì nói gì nữa. Ok. Hầu ơi, dí dầu cầu Giang Đông Đinh, cầu tre thôi đi lại. Thôi đi. Dạ. Bà hát cái nết mà dựng ngược rồi. À, đẩy nhỏ vậy đầu vậy thì... Mày hát luôn mà đi mà đọc rap vậy. Ra. Nhẹ nhàng từ từ. Mất cơ hội mất lượt rồi. Hát thì nó nhẹ nhàng nhưng mà em bé. Ông mất lượt. Ông mất bé vậy đó. Nè, thí dụ mình vậy ha. Mặt mình phải hướng sáng nè. Đó. Rớt nữa. Trời ơi, cao. Đây. Dở con mắt ra. Dở con mắt. Con mắt. Rồi. Mắt để cho người ta ngủ. Nè mọi người tập trung. Rồi. Sao? Đó. Sao? Lâu quá rồi. Khi trẻ khóc, chỉ có một trong hai lý do. Một là đói, hai là ướt. Nếu không ướt có nghĩa là đói. Vì thế chúng ta chỉ cần cho bé một miếng no. Ê, thôi
cắt luôn, cắt luôn, cắt luôn. Cái đó để bụng ở dưới. Trời, cái tả em bé tôi nhìn tôi tưởng miếng bánh mì sandwich nhỏ. Trời ơi, em bé trời. Trẻ sơ sinh ăn bánh mì sandwich. Suy nghĩ thì tào lao không? Trời, để bình sữa sao không thấy? Thôi làm lại đi, làm lại đi. Một cái câu slogan nói ra anh buồn ngủ. Nó không có ăn nhập gì để cho khách hàng người ta yên tâm. Chết anh luôn có quảng cáo mình nói vậy đó. Quảng cáo mà em quảng cáo quá chậm. Người ta nói nó mượt mà, nó cái miệng thì điệu đàn chứ rồi. Tại nhớ tuồn, nhớ thầm vậy. Hồn cái tả vô hồng nhở. Để đó cho anh. Được không? Ủa? Tụi em sao vậy? Tụi em sao? Anh nè, nuôi con em của anh từ nhỏ nha. Ha. Đúng chưa? Đúng rồi, Sương, Sương. Nhìn nè, biết luôn á, đó. Trời ơi, ân cần quá. Thấy chưa? Nhẹ nhàng nè. Rồi, bắt đầu. Rất dễ các em à. Nuôi em bé, trước nhất chúng ta phải đặt cả tình yêu của mình vào trong tâm hồn của em bé. Hãy gần với em nó, thương em nó nhiều hơn. Lý do em bé khóc như em nói thì là gì? Một là đói bụng. Khi đói bụng mình sẽ làm gì? Đây, cho em bé bú sữa. Mình thử như thế nào? Lật mu bàn tay của chúng ta lên, nhiễu vô. Ồ, ấm rồi. Khoảng 37 độ C là có thể cho em bé bú được rồi. Wow. Thấy chưa? Em đã im lặng rồi kìa. Wow. Ồ, em vẫn còn khóc. Còn một lý do nữa, đó là gì? Thai tạ cho em. Rất dễ dàng. Thai tạ. Đây nha. À. Tin 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 tin. Chuyên nghiệp quá. Trời. Cảm giác là như phải có con rơi con rớt ở ngoài rồi mới kinh nghiệm dữ vậy. Như một người cha. Gì vậy trời? Đúng. Em nghĩ sao á? Cảm giác là đã từng có con rồi. Đúng rồi. Hay quá anh ơi. Hay quá. Trời đất ơi. Kìa, nịch cái tả mà cảm giác bé nó gọn gàng gọn hơn. Trời đất ơi. Quá. Rồi, ok. Rồi. Thấy chưa? Hay rồi. Quá. Em chốt anh Vũ luôn, em mới gửi video cho khách hàng rồi. Ok. Em đảm bảo nha là chúng ta sẽ có khả năng rất là cao, sẽ sớm nhận được đầu tư cho thôi. Ôi, kể từ nay anh là thần tượng của em. Đúng. Cảm rồi. Ơn em. Hay hay hay. Tụi em lúc nào cũng là những đứa bé nhỏ nhắn được anh che chở. Cảm ơn em. Trời ơi, khách hàng gọi. Vô vô rồi, anh ơi, vô anh ơi. Nghe nghe. Ok. Làm như mình vừa gửi cái clip đã hài lòng hay sao? Nghe đi em. Alo, dạ em nghe ạ. Dạ phải, em mới vừa gửi cho mình cái clip sơ sinh đó. Oh wow. Dạ sao ạ? Sao? Dạ, đổi hả? Đổi. À, mình chuyển qua giai đoạn 10 tuổi hả? Bỏ cái giai đoạn trẻ sơ sinh hả? À dạ, nhưng mà dạ dạ, tụi em làm được, tụi em làm được. Dạ dạ. Chết rồi, 10 tuổi còn làm sao? 10 tuổi sao? Sao được, đúng rồi. 10 tuổi nó bự vậy mà tôi chắc nó bằng tôi luôn á, sao tôi chăm sóc được? Chết rồi, bây giờ mà phải ăn uống rồi cơ địa thai nữa. Thai tả nhiều lắm. Trời, cũng thai tả nữa. Thai tả 10 tuổi thai tả. 10 tuổi mà thai tả là nó có vấn đề á. Các em bình tĩnh. Anh đã nuôi Sương từ nhỏ tới lớn mà. 10 tuổi chuyện nhỏ. Đúng. Mệt ghê, có những đứa nó hoài, nó mãi kể ơn kể công này kia hoài. Thôi bây giờ mình làm việc đi, đừng cãi nhau nữa. Anh em ruột nhau mà đâu. Thầy đang nói gì không? Lớn tiếng. Thầy đang nói gì không? Thôi đúng rồi, nhưng mà bé hơi hổ, không mâu thuẫn vậy. Bây giờ như vậy. Dạ. Một là kiếm người khác, hai là anh công việc.